Tôi sổ tàn hồ vai chiên toàn thạch ma hương còn đại nhuân đại. Đó, nếu mà đông người thì tú khoi, nếu mà một mình thì khoi, đúng không? Nếu mà cả đoàn thì tú khoi sổ tàn hồ vai chiên. Các thầy hiện đại. Bây giờ là ta kết hai câu nhá. Kết hai câu này. Nở hôi nó hai bà, nở hôi nó sùng mắt ơ, bò mẹ tương lai coi ơi. Sùng mắt ơ, tà nay tương bàn, tu khói sò tàn hồ vai chiên, tọt thạch ma mương còn đại nhuân đà. Đến đây là ta lại phải dừng lại để nghe ý sáo đó cái đã. Không thì làm liên tục thì vừa mệt lại vừa không hay. Là cái anh sáo sẽ để có pít, có pít, có pít rồi sau ta lại vào tiếp, đúng không? Người hôi nó nằm mưa đây mưa đi tè ơi hai bà. Người hôi nó nằm mưa đây mưa đi tè ơi. Xì nghen đi chàng mèn nghen mặn hai bà. Xì nghen đi chàng mèn mến mặn tắc tàn đầy mưa đi chàng mèn nghen ngam hai tàn đầy. Ờ hôi nó nắp mưa đây mưa đi tè ơi hai bà. Ngờ đi tè ơi. Xì nghen đi chàng mèn nghen mặn tắc tàn đầy mưa đi chàng mèn nghen ngam. Mừng ai còn nằm leo còn tương bà hai bà. Mừng ai tương bà hai bà. Mừng ai còn nằm leo còn tương bà. Còn na còn tương khâu hai bà. Còn na còn tương khâu. Tìm nhầm hâu xe con hồng con má bồng mương hâu chôm nọ bàn nọ. Tìm nhầm hâu xe con hồng con má bồng mương hâu. Tìm nhầm hâu hai bà. Tìm nhầm hâu xe con hồng con má bồng mương hâu chôm nọ bàn nọ. Là lý do họ đến ngày lành tháng tốt rồi hôm nay họ mới đi vào xe con đến được bản đỉnh đó. Nà hôi nó tu khói khay cửa mà ngay tròn còn nữa hai ba. Nà hôi nó tu khói khay cửa mà ngay tròn còn nữa. Khay còn hơ tương lai chủ côn ma hầu hai ba. Hay còn hơ tương lai chủ côn ma hầu. Sọc thì hơ xe con hồng con sau dù mi đèn còn đại nhuân đại. Sọc thì hơ xe con hồng con sau dù mi đèn. Sọc thì hơ hai bà. Sọc thì hơ xe con hồng con sau dù mi đèn còn đại nhuân đại. Cái phần cuối ta có thể phát triển theo ý của mình. Có người họ nói là sọc tí hơ xe con hồng con sau dù mi đèn còn đái mới tàn đái hả? Còn đái ơi ai đái tùy theo cái phần sau của mình á. Đó bây giờ là xe con là ở đúng chỗ rồi hề. Bây giờ là vào bên trong thì mới trải chiếu mới tìm ghế. Nờ hôi nó mới ngay mà bay hươn phục bày lạc tù khói mà lạc còn nữa. Mà bay hươn phục bày lạc mà lạc. Nờ hôi nó hai bà. Nờ hôi nó mười ngày mà bay hươn phục bay lạc tù khói mà lạc còn nỡ. Sạc bay phù leo tù khói lúc má phù nhuân ơi hai bà. Sạc bay phù leo tù khói lúc má phù nhuân ơi. Phù thiện hờ tương lại má nặng hai bà. Phù thiền hơ tương lại ma nặng. Sạp tăng quang hơ mơ tàn đầy ma nặng. Sau lông chân nam ơi tương lại ơi. Sạp tăng quang hơ mơ tàn đầy ma nặng sau lông. Sạp tăng quang hai bà.
sạt tăng quang hơ mơ tàn đầy mà nặng sau lông chân nam ơi tương lai ơi. Cái chỗ chân nam tức là mình mời, cho nên tất cả những người đứng người ngồi mình cái tay phải làm thế này. Bây giờ mình mới mời chồng. Hơi nó cha ơn mình đắm kiêu mương chớ của phạt lại nhóm coi ơi, tức là cái dao đẹp. Hai ba. Hơi nó cha ơn mình đắm kiêu mương chớ của phạt lại nhóm coi ơi. Đúng rồi. Mịt hôn ơn ơi hôn căm của vạn lại thứ hai và mịt hôn ơn ơi hôn căm của vạn lại thứ tu khói khăm amatat pu ọc sòng phạt còn nơ hai và tu khói khăm amatat pu ọc sòng phạt còn nơ thà mạc ọc sòng bay hai và thà mọc ọc sòng bay dài buộc lẻ lai lại mạnh hai ba dài buộc lẻ lai lại mạnh. Ta hát từ cái câu mà dùng cái dao cắt cắt quả cau nhỉ. Nờ hôi nó hai ba nờ hôi nó cha ơn mình đắm kiêu mương chớ của phạt lại nhóm coi ơi. Hát đi con. Mịt hôn ơn ơi hôn căm của vạn lại thư tu khói khăm á má tắt buộc sòng phạt còn nơ thà mạc ọc sòng bay dài buộc lẻ lai lại manh nhỏ ngoảnh hưng tang à mới khách tang cày hai ba nhỏ ngoảnh hưng tang à mới khách tang cày sò mới khách tang nát ơi tang cày xe mưa diều ton chả la mới tương lai ơi ơi sò mới khách tang nát tang cày nhỏ ngoảnh hai ba khách xa khách gần nhé sò mới khách hai ba sò mới khách tang nát ơi tang cày xe mưa diều ton chân nam ơi tương lai ơi ơi. Đến đó rồi bây giờ là mình đến cái câu cuối là câu chúc nha. Này hơi nó mà ngay đây cái bùn cái bu năm tù coi chờ mà ca nơ hai ba nơ hơi nó mà ngay đây cái bùn cái bu năm tù coi chờ mà ca nơ mơ tàn đầy keo mạc năm tù khói bữa ni chờ đi hai ba mơ tàn đầy keo mạc năm tù khói bữa ni chờ đi mơ ngay đầy kíp bùn kíp bu dù nhân thừng thau còi dù thau mượn lan cứ mặn teo giảm đài tương lai khói ơi mơ ngay đầy kíp bùn kíp bu dù nhân thừng thau còi dù thau mượn lan cứ mặn teo giảm, tức là phải được ăn trầu rồi phải khỏe mạnh rồi là còn sẽ trở lại nhé. Mừng ai đầy cái bùn hai và mừng ai đầy cái bùn cái bu dù nhân thừng thau còi dù thau mượn lan cứ mặn teo giảm đài tương lai khỏi đài. Như vậy là ta đã tập xong một cái giai điệu nhuân chào khách, sẽ rất là nhiều cái dạng nhuân nhuân chúc mừng rồi là nhuân chào khách, nhuân chúc mừng rồi nhuân chia sẻ, nhuân dạy bảo. Trong chúc mừng thì sẽ có chúc mừng là trong đám cưới, chúc mừng trong cái lễ làm vía, chúc mừng thì sẽ có các cái nội dung tương quan đến đó. Ví dụ như là có một số như chị Thuận ấy, là tôi tập cho là chào giám khảo, nhưng cuối cùng là đến cái chỗ chúc mừng một cái đám cưới cũng chào giám khảo làm gì đúng đó, cho nên là mình phải cọ sát. Ví dụ trong cái cuộc thi nhá, năm mưa đây mưa đi cái cuộc thi này thì quán cóc leo khói sò chào các đại biểu huyên tương tình năng nữa, ví dụ chào đại biểu hoặc là cái tên của họ họ ưng thì
khỏi sò trao ông đầu công vinh ngai mèn giám đốc sở văn hóa thông tin mà Hà Mương hao, ví dụ cái tên của cái người đến ấy là mình chào, mình phải biết sáng tác cái này là không không có một cái bài bản nguyên, mà mình phải giống như cái bài văn mình tả cho đúng khớp với cái nội dung mình làm. À, ví dụ như là mình làm cái chúc mừng một đám cưới mà chào giám khảo chẳng mấy thằng mi thôi có hợp không hề đó, cho nên là chị Thuận nó cũng mắc rồi, mắc nhiều lần và phải dạy cho rất là nhiều lần đấy. À, tức là nếu mà trong cái buổi mà chúc mừng đám cưới thì quang cốc leo hơ khói sò chào mẹ leo mà nặng tán nữa con nữa chào kẹo đồng sòng tang ơi xàm tang chẳng mà nặng biết thôi hơ khói chào mết chào pì non pom cú hiêng phanh, đó là cái đám cưới đó. Còn khi mình đi thi thì mới dám khảo, ở phòng mi tập huấn thì mới có đại biểu, thì mình phải thay vào cái chỗ đó. À, cái lời nhuôn đi là cứ nói dạy cho tôi một cái bài nhuôn, mới không thể dạy được một bài nhuôn, ví dụ muốn làm nhuôn thì mình phải ra cụm ngõ cụm cửa cửa này và lên đường nọ đường kia thì biết làm, còn từng câu là ta phải biết là sáng tác này, ta phải biết lắp vào cho nó đúng với cái nội dung của cái đối tượng mình làm, đó là cái hát nhuôn đấy. Những cái người mà họ có cái đầu óc mà họ sẽ lắp được thì rất là hay. Ví dụ như nào mình cảm ơn họ, cảm ơn họ, cái lời của họ rất là trong trẻo chẳng hạn, mình có thể dùng tất cả những cái lời đẹp hay. Ví dụ như khi mình một người cất đến nhà, một người cất luôn đến và mình muốn trả lời lại thì phải có cái câu gì hả? Bây giờ các chị đã làm rồi thì có câu gì nào? Ví dụ như tôi làm nhuôn xong nhà rồi các chị muốn đáp lại thì phải có câu gì trước, ai biết nào? Mời chị Kiều mà đứng lên nào bạn. Nó bà hậu ê nhuôn, ê nhuôn có nông là hậu không đáp mà chỉ hậu phải bà hậu lực còn ở đây. Dạ ơn. Chị Kiều nói đi. Nhớ biết chứ ba hả? Ừ. Đó, ví dụ như là mình muốn có một người làm nhuôn thái mình lại chọn. Thái mình chọn ở đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Thưa nói một câu trả ơn nào. Nữ hoi nọ coi cái sổ trả ơn mẹ, trả ơn tiên mi liên trả ơi làm ơi mẹ kinh coi. Một tràng pháo tay để tặng cho chị Kiều nào. Đó, một cái lời luôn mà một người hát đi rồi mình muốn đáp lại thì phải có cái lời trả ơn, tức là cảm ơn. Cha ơn tiên mi liên cha ơi làm ơi ai ơi, ví dụ cha ơn soi bọc mây chàng rằm căm vàm làm ơi nó, để hậu ta làm như dưới thì cái người hát cùng mình họ sẽ tăng lên cái điều. Ví dụ như nhỉ, cứ nừng yên nốt chón chàng tay nhói sùng làm na tương lai khói ơi. Đó, xong đó là mình cảm ơn xong rồi mình mới vào mới trả lời cái câu của họ. Và khi trả lời là mình, ví dụ như là mình chưa hiểu mấy, rồi tất cả các cái người này đấy hiểu biết hết rồi, họ biết tất cả mọi thứ nhưng mà mình đang còn non tơ chưa hiểu, thì ta sẽ nói một cái câu để cho người ta cảm thông cho mình. Ví dụ như nơi hối nó quang con leo chùa chia mương chờ cồn con sẽ lại leo ơi, tức là những người hiểu biết họ nói trước rồi. Quam bài leo chùa linh họ la mương tiếng cồn con sẽ khỏi làm lục mà tì lấy sờ na sờ sờ pa bay con nơ, tức là múa rìu qua mắt thở. Tì lệch sờ na say leo hơ say pa chàng nhàng bà bom xó tàn khen tiếng chưa leo và khen tiếng leo hát gọi nhàng hiêng phành sang năm ha băm bành đây bò nó say hay ơi. Đó là cái lời đầu tiên, mình chưa hiểu lắm thì mình phải có cái câu đấy để những cái người hiểu biết là họ sẽ tấn dắt mình. Đó. Rồi. Và đó là các cái điều nhuôn nha. Các anh các chị sẽ là theo cái sáng tác của mình. Và bây giờ là ta sẽ làm một cái giai điệu nữa, tức là lâm thể khắp hay là suối trước. Áp đi suối này ai dừng. Cũng một cái câu đó, nhưng mà ta sẽ là
ca người tại làng quê hương, có thể nhuôn, có thể suối, có thể khắp, thể lâm đó. Có rất là nhiều người biết làm cái giai điệu nhuôn này, là nhất là vùng Trăng họ làm rất là hay, nhưng mà cái câu để nhuôn thì là không có để dùng mà làm, cho nên là cái câu ca người Đảng Bác quê hương thì thường thông thường nhất. Ví dụ nhỉ, ca người cái mường Chiêng Ngam của chúng tôi nhỉ, thì nghe cái tiếng sáo đó thì ta biết này, ơi Chiêng Ngam quang chế thành đù lạc mừng ai ơi, tôn thạt mà cắm lan ngà tạc bờ phuông mương huồng đi sông ná viên la. Bây giờ là sẽ mời chị Viên sẽ lên thực hành một đoạn về một câu về suối nào. Tây Chiêng Ngam pha sùng pha tầm mi tê thắm mè món càng được mà mỏi đẹp mà ta nữa. Ta sẽ nhận xét là lời của chị Viên khi mình hơi, tức là cái cổ họng của mình phải cho thật thoát ra, không được ghi ở chỗ cổ này như chị Viên hơi là nó không được ra. Hết mở rộng ra cái tư cửa mình nhá. Đó, bây giờ chị Xuân sẽ lên làm một đoạn nào. Ta cùng tập cả cái cách nhà chữ nhà hơi ở đây. Mình khi làm một cái điều suối hay nhuôn phải hết câu mới hới lại, đúng không? Ví dụ nha, hơi papa leo em muốn lắm lắm con ơi các bạn ơi, sẽ tăng mím ho nữa cho hấu còi hới. Má bay ươn leo xiềng tò nhôm nhôm hò quang khôm mẹ đa đè, hết đó mới hới, không phải là mỗi câu một hơi đâu. Đó, kể cả nhuôn đấy cũng được. Ơi, phường Đà Nam mừng kẹt chờ bà bơi ai yêu ơi. Đó, lại một câu nữa. Phường Đà Nam leo mừng cầm kẹt chờ khâu bà nói ai nọ. Đó, hết đó mới hơi tiếp. Đó, như chị Xuân là phải cố gắng là mình áp dụng cái chỗ đấy. Bởi vì cái sáo đó là nó sẽ theo cái nhịp của mình, và hết một cái nhịp là phải có cái câu mình cho hết đi rồi mình mới hơi. Ví dụ một hồi là hơi, một hồi là hơi, hoặc là một hồi nữa là ổ hơi no rồi xong chưa kịp hai ba câu lại ổ hơi no, nó không hay, đúng không? Ví dụ như là cún lũ hay lũ biểu nhá, thì cứ hai câu mình làm một lần, hoặc là ba câu có thể là nhiều lên, thì cái cảm xúc mình mới hay được. Còn một hồi như chị Xuân làm cũng rất là hay, rất là trong trẻo, véo von, và cái nhà chữ cũng rất là tốt rồi. Mình phải, cái khẩu hình mình phải mở ra và cái cổ họng mình nở ra, đừng có để cho nó ép vào. Và bây giờ sẽ xin cho một chị người trẻ trẻ đây. Rồi, lên đây con. Lên đây.
hơn cô bảy rồi đè. Bên này con. Lên đây xem thử giọng của mình thế nào có không? Em đang phỏng tay đi mọi người. Bây giờ con sẽ hát suối thôi nhá. Chân gì khỏi hơi. Bây giờ là con sẽ là. Cứ làm kí đây hơi ra cái này. Cho em mượn cái này. Hai người hai mic. Ví dụ bà xèo chị Xuân ở phó bà leo đến một năm lốm này, hai bà theo bà này. Bà hát một đoạn đi. Hơi phó bà leo đến một năm lốm, còn được các bà ơi. Đó, bạn rủ ra nữa. Hai bà này. Dài quá, không nhớ không? Phó bà leo đến một năm lốm, nếu mà ngắn thì làm chắc mà hiểu được. Mày bị kịch không chứ? Phó bà năm lốm này, nó hỏi than này. Từng lớn thôi, hai bà mà làm theo bà này, hai bà. Ơi phó bà leo em buồn nắm lốm còn được các bà nữa. Ơi leo hơi bây giờ chỉ có hơi thôi nha. Hơi này. Với chị đó
đó lên là vùng trong là cái điều nguồn suối của họ rất là khác với ta. Họ chỉ y thôi. Và bây giờ là chị Bình sẽ lên thực hiện. Hỗ trợ nha. Anh chị bà Phi ơi. Rồi. Ê, suối thế bác. Ê, suối chưa? Rồi. Bà Hải ơi. Rồi. Ê, con chị em dòng suối. Hãy nhìn em dòng suối họ vùng trong nữa. Dòng suối vùng trong rất là tuyệt vời. Muộn là suối đẹp. Tôi sẽ bảo cao lớn quả cao quả bóc được nhẹ được được bà mình làm được ạ. Chị bảo khảo bảo ơi. Dân ca, dân nhạc, dân vũ của huyện, của tỉnh thì chị Bình góp phần rất là nhiều. Và cũng chúng tôi này thì những cái người mà sẽ nhiều tuổi rồi, tay tôi rồi yếu đường gân, trán tôi sẽ gần nếp hằn xà lua, mắt tôi rồi cũng sẽ mờ, chân tôi rồi cũng thẫn thờ chậm hơn, nhưng tôi không tiếc không buồn những ngày tươi đẹp bên vườn hoa tươi, vì tôi đã sống cho đời hơn đã sống cho tôi rất nhiều. Tôi không thích những buổi không tiếc những buổi chiều, vì tôi đã sống rất nhiều buổi mai. Xin chúc cho tất cả quý vị, tất cả các anh các chị, những hạt nhân của cái buổi tập huấn hôm nay luôn luôn sức khỏe dồi dào, và chúng ta sẽ phát huy hơn nữa, sẽ cùng với những người như chúng tôi tiếp bước và phát huy hơn nữa những cái làn điệu dân ca dân tộc Thái của mình, bởi vì đó là kho tàng quý báu. Huy không mưng hau nha bổn án đăng bưng quảng lũng lầu quam lắc thau kẻ vầy amen cõng cõng. Xin chúc cho tất cả luôn luôn đoàn kết và phát huy hơn nữa cái lời ca tiếng hát của mình dần. Và có lẽ là xin phép được dừng lại ở đây, và những cái lần tôi, ông Mẩu sẽ là những người hạt nhân không hiểu biết gì lắm, nhưng sẽ kết nối các anh các chị. Và ai câu lạc bộ nào mà có sinh hoạt, có tổng kết tất cả mọi thứ, mời gọi chúng tôi sẽ đến đó, sẽ cùng với chúng ta giao lưu, sẽ cùng trải nghiệm và sẽ cùng chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các cái lìa làn điệu dân ca dân nhạc dân phú. Riêng lắm chúng tôi cũng sang, Châu Hoàn cũng đi, Châu Hành cũng xuống, nhưng mà Châu Bình, Châu Hội thì chưa thấy mời. Cho nên là cái việc này là ta không chỉ một tiếng hai tiếng mà làm ở đây mà làm được đâu, chúng ta phải đến tận nơi, phải phát huy khơi dậy những người mà có tâm đắc như chúng ta. Và một lần nữa thì xin cảm ơn là ơi bà đàn bà chồm cắm lông nhuộm bán chai la thả phạt là bọt má mày xèo nhắn hương làm mơ ơi cam lượng cứ cuồng hóm nhắn chưa đè xưa
chỉ cứ lại mưa ở cây vừa nhang hòm kia mơ ơi và đàn bà chòm cắm tài hay món quay phà xa la piai la piem no ai vang ma thua no tong la moi piem mo oi ba dang ba mon lau nep nga nhau bok lau tiu po song sư ai lu na ai tang hat cham phuong tok la moi piem mo ơi tất tất mương pha cây đủ tì lũ bùn này là mơ khăm mơ ai hay lỡ lai lũ dù lửa lướt mà nó phía mơ đó. Như vậy là một đoạn thôi, đã còn rất là nhiều nhiều nữa nhưng mà cũng mà có cái. Và bây giờ thì cái nhuân tạc thạch thì các chị có điện thoại chúng ta sẽ là chụp lấy về, chúng ta sẽ tập cho cái câu lạc bộ của mình. Và thế lần sau cũng xin có ý kiến và đề nghị với các anh trong phòng văn hóa, tức là khi nào mà có cái tập huấn thế này thì ta ít nói bớt những cái lý thuyết đi, rồi mình đến đây để mình tập thôi. Tập ví dụ như là tập chào khách này, hoặc là tập ca người đảng bác quê hương, hoặc là tập về tâm sự của mình, nó sẽ có rất là nhiều mảng trong khi đó. Hoặc là tập nhuôn, tập suối, tập khắp, tập lâm. Ở đây là lâm rất là khó và lâm cổ lại càng khó hơn, mà trong các cái buổi này thì chúng ta chưa có được thể hiện.